Thì con Tùng mini này cũng cũng được các bạn quý vị. Nhà vườn thì toàn những cái cây mini bonsai nhỏ thôi. Trên thì con sộp. Toàn những hàng mini bonsai nhỏ nhỏ đây, có khoảng tầm 7-80 cái tác phẩm cái cây mini bonsai nhỏ nhỏ này. Toàn Tùng vừa mới mới chơi toàn cái loại mini nhỏ xíu ấy, nhỏ xinh xinh như này quý vị. Bên này thì có ít xanh lam điền, có cái chậu bằng đá này, làm được cái tác phẩm cái chậu bằng đá này cũng kỳ công lắm ấy. Có mấy cây xanh lam điền nhỏ nhỏ này thành cho vào một cái bể, chắc là thành một giờ. Không biết là ý tưởng của bác trong nhà là làm cái gì, nhưng em nhìn ấy như kiểu là một đồi xanh, một rừng xanh. Một đồi xanh, một rừng xanh, mấy con nhìn. Nói chung chỗ này được 2-3 gốc cũng được, tách ra thì được mấy gốc đẹp, tách ra thì được mấy mấy gốc đẹp anh chị ạ. Bên này là toàn những hàng một gian mini bonsai này, xì nền đá này, xanh. Đây cái con bên trong này thì nhỏ nhỏ xinh xinh như quý vị các bạn. Đây là con bên trong này, nhỏ nhỏ xinh xinh như được cái thân pháp tay đoàn khá ok đấy. Một cái cành 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 cắt ra bây giờ thì tương đối già rồi, cắt ra tương đối già đấy, bây giờ là đang lổi hết, u sụn hết lên này. Câu xì này cũng quái, xì thì cũng quái này, cũng đẹp. Nhà vườn thì toàn những hàng bim bim mini này anh chị ạ, nhưng mà nhìn này hay. Có được không? Cây to thì cũng không. Vâng. Cây to thì chỉ được cây như thế này thôi. Vâng, đây cũng này. Đây đây là đang dâm ủ một cái mẻ xanh lam điền này, dâm ủ một cái mẻ xanh lam điền thế này. Vâng, nhà này không có ai ở nhà, thế có mỗi bà cụ là ngoài 80 tuổi thôi, thế là rất là khó làm việc cái anh chị ạ. Ấy giờ đây mới là hàng chất này, phi lao đấy. Có mỗi bà cụ 80 tuổi này ở nhà, thế là không có người để chia sẻ cho Nguyễn Hợp Bonsai được biết ạ. Thấy con phi lao này cực kỳ luôn, phi lao này quá đẳng cấp luôn. Còn cái bên này là cái túc, con túc này thì khá là ok rồi các bạn quý vị bạn. Con túc này thì nên đá thì từ nhiều năm nay rồi. Ở Quảng Ninh thì thường thường là gần như là một hai nhà vườn, gần như nhà vườn nào cũng có một vài cái cây túc, vì là theo cái phong trào ngày xưa chơi thế là lúc nào cũng có nhiều túc lắm, sung túc mà. Cái con phi lao này nhìn mê mẩn luôn, tay đoàn đây. Con phi lao này nhìn cái thân pháp tay đoàn này, các bạn quý vị bạn nhìn con này hoàn thiện này, con này khá là ok luôn, con này quá đẹp. Đây những cái đường co lắc, những đường co lắc này được các nhà vườn này là làm là quá là chi tiết luôn. Đấy nhìn cái hàng co lắc này cắt giật. Nhìn vặn xoáy chỗ đốc, vặn 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 tỏi luôn, phi lao mà vặn tỏi kiểu này
mới thông vào vặn tỏi cầu này là hơi khó. Thì mình đứng xa một chút để lấy toàn bóng cho quý vị và các bạn thưởng lãm cái con phi lao này đấy ạ. Khá là ok. Bên này thì còn tùng đây, còn xanh này cũng được. Nhà vườn có một cái không gian nho nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều cái tác phẩm. Thế là chắc là chủ nhà này cũng khá là yêu cây. Đây, có cái con xì rất nhỏ nhỏ xinh xinh như này này nhé. Thế này rất là nhỏ xinh đặt lên cái con ốc. Đẹp. Còn hai cái tác phẩm tùng đen, cứt chuột đây. Cây giống. Xì này cũng được. Con trực này cũng khá già. Con trực này cũng được quý vị và các bạn. Còn đây là sung, sung bé tí đây nhưng mà siêu phẩm về sung đây. Đã quả rồi. Cái này thì chỉ bằng gốc, chỉ bằng cái chén này nhá quý vị và các bạn. Gốc chỉ bằng cái chén này đã quả. Ngân thác đỏ. Thác đỏ này đặt ở trên cái chum. Thác đỏ này được đặt trên cái chum khá hay. Cây thì u sụn, u sẹo hết rồi nha quý vị và các bạn. Nhìn thấy u sụn, u sẹo hết rồi. Rất đẹp. Cái phôi xanh, cốt xanh này cũng được. Cốt xanh này được. Đấy. Một kia cây xanh mini nhỏ xíu cái này thôi nhưng mà được đặt ở trên cái hòn đá. Đây đây là hòn đá xong rồi đục cái kiểu là cái bọt đá đấy. Xong rồi đục làm giống như kiểu là cái bát. Giống như kiểu cái bát đi. Nó đẹp. Toàn những hàng mini bim bim nhưng mà phải có những người chơi mini bim bim cái này thì dần dần thì mới phát triển lên những cái cây đại thụ được. Con si này quá đẹp luôn này, đây là con si này. Cốt. Cốt con si này quá đẹp. Bên này nó còn rất là nhiều cái tùng đây ạ. Một đôi tùng. Quá là nhiều tùng luôn các bạn quý vị. Đây có con xanh nho nhỏ xinh xinh này. Nhìn cốt còn năm điện đi chứ. Năm điện đi. Bên này là đang chắc là thiết kế một cái đồi tùng. Một cái đồi tùng nhìn nó đẹp. Đây một cái đồi tùng quý vị và các bạn. Trên này còn mấy con sộp ở đây. Đây còn mấy con sộp to. Đây mấy con sộp. Sộp này bây giờ trả lắm tiền à. Đây con sộp này cũng đẹp nha quý vị. Con sộp này cũng đẹp này. Những sộp cũng đẹp, toàn hàng mini bim bim mà đẹp.